Đây đuôi 14008 này. Khách báo là dùng 6-7 mét thì mất sóng nhé. Mà căng phết đi chứ. Không cái nguồn này của mình á. À, cái chuyển nguồn khác rồi sao chứ. Nguồn này. Nguồn này không phải nguồn này mình nhận. Không biết, bên đâu trong nồi nó có. Cùng dây mạng vào đi. Không, chỉ được test sóng thôi. Khách bảo là sóng 6-7 mét là mất sóng. Có tường là mất sóng đúng không? Ok. Chào chị. Tên nó là gì? Mật quốc với modem lên đây nè. Đây để bắt sóng đúng không? Mật quốc modem lên xem nó tên là gì không? Mật quốc gì không? Mật quốc. Đây. Em đang EF09 đây. Ok, được kết nối nhé. EF90 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này. A còng. Cái này thực ra nó còn liên quan đến hạ tầng tường hay là cái của cái điện thoại nữa ấy. Đây mình sẽ thử. Ok nhé. Đang tên là phun vạch này. Bắt đầu di chuyển này. Mình sẽ di chuyển sang phòng khác nhé. Đây. Di chuyển sang phòng khác đây. Bạn phun vạch đây. Đấy. Quay cửa phòng đi, quay cửa phòng đây. Đấy. Có vào nhà vệ sinh không? Ôi thế được rồi, chắc là khách hàng yếu hay như nào chứ. Thôi được rồi. Chắc là con chính á. Chẳng biết, chắc là cái điện thoại nào hay là tường nhà khách nó làm sao chứ.